Được trân trọng chào mừng quý các bác, anh chị, các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Đây là cái dòng sản phẩm chính của bên mình đây, bao gồm có 9 loại thì mình sẽ giới thiệu chi tiết từng loại một cho các bạn để tham khảo. Khuôn đúc con kê của bên mình. Mọi nhu cầu về sản phẩm các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại trên tấm biển trên màn hình. Đây, các cái dòng cơ bản của bên mình đây. Đấy, đầu tiên là cái dòng H này, dòng H thì bên mình đang phân phối đều là dòng 10 viên hết các bạn nhé. Đấy, đầu tiên là con H6 này. Khuôn bên mình thì số rất là to rõ ràng luôn nhé, chứ không có lờ mờ lem nhem đâu các bạn nhé. Đấy, dòng H này thì có bao gồm là con H6 này. Đấy, con này là con H7 này. Số cực kỳ là to rõ ràng luôn. H7 này. Đấy, tiếp theo là con H8 này. H8 này đều là dòng H, đều là 10 viên hết các bạn nhé. H8 này. Và sau cùng là con H9 này. Đấy, con H9 đây. Đấy, dòng 10 viên hết các bạn nhé. Đấy, dòng V thì đây. Dòng V thì có con V1 này, 36 viên này. Đấy. V1 36 viên. V2 là 30 viên. Và V3 là 24 viên. Đấy, là dòng V. Còn D thì có con D1 này là 28 viên, 4728 viên. Và con D2 này là 16 viên. Con D1 này thì nó có các cái cạnh là 20, 25 và 30. Con D2 này thì nó có các cạnh là 35, 40, 45, 50. Có 4 cạnh luôn để kê dầm móng thép. Đấy là cái bộ sản phẩm chính của bên mình đây. Các bạn có nhu cầu về dòng nào thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn kỹ hơn cho các bạn về cái dòng sản phẩm mà bên mình đang phân phối trên thị trường. Thì đây là các cái dòng sản phẩm cơ bản của bên mình. Thì các bạn có nhu cầu về dòng nào thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại trên tấm biển trên màn hình nhé. Bên mình tư vấn kỹ hơn cho các bạn về các dòng sản phẩm của bên mình. Rồi, xin chào và hẹn lại các bạn video sau.